Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và nhiều niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chàng thủ môn nổi tiếng Bùi Tiến Dũng đang sống những ngày hạnh phúc bên cạnh bạn gái người mẫu Ukraine xinh đẹp Dijanka. Kể từ sau chuyến đi lần đầu tiên về quê Bùi Tiến Dũng ăn Tết, Dijanka càng tăng độ yêu với bạn trai. Cả hai thường xuyên khoe ảnh đi du lịch cùng nhau mọi lúc mọi nơi và không rời nhau nửa bước, thậm chí thường xuyên tay trong tay. Trên trang cá nhân, thủ môn Bùi Tiến Dũng vừa mạnh dạn tung loạt mẫu ảnh của mình trong bộ đồ trắng khoe cơ thể sáu múi săn chắc, dáng vẻ nam thần, phong thái mẫu ảnh chẳng khác nào dân chuyên nghiệp, giúp Bùi Tiến Dũng nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ. Mới đây, Bùi Tiến Dũng cùng bạn gái đăng tải hình ảnh đi du lịch núi Bà Đen Tây Ninh. Từ sáng sớm khi trời còn mờ sương, cô nàng người mẫu xinh đẹp Dijanka thích thú chiêm ngưỡng quang cảnh ở núi Bà Đen, tranh thủ quay clip chụp hình làm kỷ niệm. Tất nhiên hạnh phúc nhất với Dijanka là có bạn trai Bùi Tiến Dũng luôn bên cạnh, cầm tay đưa em đi khắp thế gian. Bùi Tiến Dũng vừa lành chấn thương đầu gối, đã tập luyện trở lại bình thường cùng các đồng đội câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho V-League 2021, dự kiến trở lại vào giữa tháng 3. Người hùng U23 đang nỗ lực cạnh tranh suất bắt chính với thủ môn Thanh Thắng. Từng được huấn luyện viên Chung Hang Seo trao cơ hội bắt chính cho câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải năm ngoái. Nhưng Bùi Tiến Dũng không phát huy được khả năng, chưa cho thấy sự tiến bộ nên thường xuyên phải dự bị. Năm nay, câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh có thêm thủ môn Phạm Văn Cường, không kém tài năng. Vì thế, Bùi Tiến Dũng cần nỗ lực nhiều hơn, nếu không sẽ mất luôn vị trí số 2 về tay Văn Cường. Yeah.